Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết lễ bàn giao bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật cho quân đội diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng. Các bệ phóng tên lửa này sẽ biên chế cho những đơn vị tiền tuyến đóng tại khu vực giáp biên giới với Hàn Quốc. Hình ảnh được công bố cho thấy ít nhất 249 xe chở đạn kim bệ phóng tên lửa xếp hàng trước lễ đài đây dường như là các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Hoa Song 11D, phiên bản thu nhỏ của dòng KN-23 và cho phép mỗi xe bệ phóng mang được 4 quả đạn, thay vì chỉ một tên lửa như thiết kế nguyên bản. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, nhà lãnh đạo Kim Trương Ưn khẳng định, nước này sẽ tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tương lai gần để đối phó với những mối đe dọa hạt nhân và phản ứng trước mọi thách thức. Tái khẳng định quan điểm rằng xây dựng và củng cố kho vũ khí hạt nhân là biện pháp tốt nhất để giăn đe Mỹ.